Vào vai Đào, em gái của Lan, Quỳnh Cun đã phải chịu nhiều đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần để hoàn thành những cảnh quay khó. Cô chia sẻ, tôi có lợi thế khi vào vai Đào vì trước đây tôi đóng rất nhiều những vai nhà quê. Tôi luôn quan sát cuộc sống để đưa các chất liệu vào vai diễn của mình. Trong phim Đi qua mùa hạ trước đây, tôi đã từng hóa thân vào một người nhà quê chân chất, phải làm ruộng. Sang vai này tôi mới được trở thành một cô gái sành điệu, nhí nhảnh, đáng yêu. Nhiệm vụ của tôi là diễn tả một cô gái không biết gì để khán giả thấy ghét. Đạo diễn Mai Hồng Phong luôn yêu cầu tôi phải làm sao để diễn ngây thơ, trong sáng hơn, những cái mình biết rồi cũng phải diễn như là chưa biết. Điều đó không phải là trở ngại đối với tôi, vì ở ngoài đời tôi cũng là một cô gái tương tự. Đối với tôi, điều khó khăn nhất khi thể hiện vai Đào là việc phải nuôi tâm lý, cảm xúc trong những cảnh phải thực hiện đến hơn chục lần. Có những lúc tôi khóc đến mức mắt mờ đi, hai mí díu lại nhưng vẫn phải giữ cảm xúc để diễn tả sự buồn bã, đau khổ trong nhiều đúp quay. Quỳnh Cun cho biết, phân đoạn khó nhất đối với cô ở Quỳnh Búp Bê là khi Đào bị cưỡng hiếp. Khi kết hợp với các diễn viên nam, cô rất sợ bị hở, bị lộ những phần nhạy cảm. Kể cả khi có đồ bảo hộ nhưng khi diễn thật, các động tác không thể chỉn chu theo đúng ý mình tính toán như khi tập. Phân đoạn ấy có cảnh Đào bị tát một cái khi giằng co với tên cưỡng hiếp mình. Bạn diễn lần đầu thương tôi nên không dám tát thật, chỉ đánh vào gối. Tuy nhiên, hình ảnh đó khi lên phim trông rất giả tạo và bị đạo diễn mắng. Bác Mai Hồng Phong nói, tại sao lại đánh giả, đánh thật lên xem nào. Chưa kịp thỏa thuận với nhau, bạn diễn đã tát bốp vào mặt tôi. Tất cả đều là thật hết. Tôi đau đến ứa nước mắt nhưng vẫn phải diễn tiếp cho tròn cảnh để không phải làm đi làm lại nhiều lần. Cảnh bị cưỡng hiếp khiến tôi rất mệt vì vừa đau vừa phải giằng co liên tục. Đầu tôi sau đó nổi một cục u to tướng. Mất đến 2 tuần tôi mới hết đau và trong suốt khoảng thời gian đó, tôi phải nằm nghiêng chứ không thể nằm thẳng. Tôi có cảm giác nặng nề về tâm lý khi phải diễn tả sự đau khổ đến tột cùng, lo sợ, hoảng loạn, không biết cầu cứu ai. Tôi phải nuôi tâm lý rất lâu vì cảnh đó làm đi làm lại rất nhiều lần. Đối với tôi, cảnh đó rất khó, rất kinh khủng. Để biết Đào có bị đến mức như chị Lan hay không và ai là người cưỡng hiếp Đào thì mọi người hãy theo dõi phim nhé. Trên mạng xã hội, mọi người chửi bới, miệt thị tôi bằng đủ lời lẽ khiếm nhã. Ban đầu tôi thấy rất buồn, nhưng rồi tôi hiểu ra rằng việc làm cho khán giả ghét cũng là một thành công của mình. Từ khi nhận kịch bản, tôi đã xác định tư tưởng rằng chắc chắn khán giả sẽ ghét mình. Bản thân tôi cũng rất ghét Đào. Trong khi chị Lan đã quá đau khổ, Đào chỉ biết trách cứ mà không nhìn toàn diện vấn đề. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu được suy nghĩ non nớt của Đào. Cô ấy thần tượng chị mình bao nhiêu thì khi biết sự thật, cô ấy thất vọng bấy nhiêu. Vì cảm giác đó nên cô ấy ghét chị mình cũng là điều đương nhiên. Mẹ tôi rất hay vào Facebook để theo dõi bình luận của mọi người về vai diễn của con gái. Mẹ chỉ bảo, sao mọi người chửi con kinh thế? Tôi biết mẹ hiểu mọi thứ nên chắc bà cũng không nghĩ gì cả. Bố mẹ tôi luôn ủng hộ tôi mọi việc từ khi tôi còn nhỏ. Trong lúc làm phim, bác Mai Hồng Phong cũng đã bảo với tôi rằng, con bé Đào này chắc chắn bị ghét rồi. Ở trường quay, bác luôn chỉ dạy, hướng dẫn cho tôi rất nhiều về cách diễn xuất. Tôi phải tập trước, quay đi quay lại nhiều lần thì bác mới đồng ý. Đến khi gặp gỡ đoàn làm phim, bác cũng động viên tôi rất nhiều về vai Đào.